Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Sự thật về cái chết của Steve Jobs, một câu chuyện cảm động. Steve Jobs tiến hành phẫu thuật ghép gan vào năm 2009 và qua đời 2 năm sau đó. Sự ra đi của ông khiến nhiều người đau buồn, nhưng Jobs đã không hề hối tiếc. Đầu năm 2009, chủ tịch Apple là Steve Jobs được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với ông rằng phải tiến hành ngay một cuộc phẫu thuật ghép gan để cứu mạng ông. Jobs đã đồng ý với một chương trình phẫu thuật ghép gan. Bệnh viện ngay lập tức đăng ký chờ gan tại trung tâm ghép gan California. Tuy nhiên, bệnh viện phát hiện ra rằng có rất nhiều bệnh nhân ghép gan và phải mất ít nhất 10 tháng để đến lượt Jobs. Để cứu mạng sống của Jobs càng sớm càng tốt, bệnh viện đã ngay lập tức đăng ký chờ gan ở các tiểu bang khác nhau. Việc đăng ký liên bang này được luật pháp tại Hoa Kỳ cho phép. Mục tiêu là chạy đua với thời gian và cứu sống bệnh nhân càng sớm càng tốt. Nhanh nhất là ở bang Tennessee, chỉ mất 6 tuần để chờ đợi. Vì vậy, Jobs đã được đặt vào vị trí cuối cùng của những người cần ghép gan ở đây. Đối với những bệnh nhân đang cần ghép gan khẩn cấp, mỗi giây đều rất có giá trị. Vì vậy, có người đã đi gặp ông Durr, giám đốc bệnh viện, và hy vọng rằng ông Durr sẽ dùng đặc quyền viện trưởng để Jobs được xếp vào nhóm được cấy ghép trước. Viện trưởng, ông Durr, nghe xong, cau mày và khuôn mặt rất ngạc nhiên. Ông giang hai tay, nhún vai và nói: "Tôi nào có đặc quyền gì để cho Jobs chen ngang. Nếu Jobs được cấy ghép trước, còn những bệnh nhân khác thì sao? Tất cả sinh mệnh đều bình đẳng như nhau." Người kia không còn lựa chọn nào khác, đành buồn bã rời khỏi văn phòng của ông Durr. Có người lại tìm đến thống đốc bang Tennessee, ông Phil Bredesen. Hy vọng ông Bredesen có thể giúp đỡ một chút, dùng đặc quyền gửi một lời chào hỏi đến bệnh viện, hoặc viết một cái phê chuẩn, sắp xếp cho Jobs được cấy ghép trước. Nếu không, Jobs sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông Bredesen nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt biến mất. Ông nói một cách nghiêm túc: "Tôi có đặc quyền gì, chào hỏi gì đây, phê chuẩn cái gì? Ý của bạn là gì? Tôi không hiểu. Không ai có đặc quyền để cho ai được phép ghép trước. Ai có thể ghép sau? Tất cả sinh mệnh đều bình đẳng. Mọi người chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Có người lặng lẽ nói với Jobs rằng: "Xem ra có thể bỏ ra một số tiền, đút lót một chút cho các nhân viên liên quan, để ông có thể được ký ghép trước." Jobs lắng nghe và nói với vẻ ngạc nhiên: "Điều này là như thế nào? Đó chẳng phải là phạm pháp sao? Tính mạng của tôi cũng giống như tính mạng của mọi người vậy, chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Không ai có thể giúp Jobs, kể cả chính ông. Những bệnh nhân cần ghép gan trước Jobs là những nhân viên công ty bình thường, bà nội trợ, người già và người thất nghiệp. Tất cả đều đang xếp hàng để chờ gan được ghép. 6 tuần sau, Jobs cuối cùng đã có được gan để ghép. Nhưng do thời gian chờ đợi lâu, các tế bào ung thư của Jobs đã di căn và việc cấy ghép này chỉ kéo dài tuổi thọ của Jobs trong hơn 2 năm. Tuy nhiên, Jobs đã không hề hối tiếc. Trong 2 năm cuối đời, ông vẫn phát triển các sản phẩm sáng tạo hơn cho Apple cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Walter Isaacson, cựu CEO của CNN, là người duy nhất được Steve Jobs tin tưởng để viết tiểu sử về mình. Isaacson đã nói một cách trìu mến: "Sinh mệnh không có sự phân biệt địa vị cao thấp ra sao. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều là bình đẳng. Bình đẳng không phải là một khẩu hiệu. Bình đẳng không phải giả bộ. Bình đẳng càng không phải là một sự trao đổi. Nó là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất của cuộc sống. Nó minh tỏ như trăng sáng vậy, sáng đến có thể soi gương, tỏa ra thứ hào quang thánh khiết. Nó khiến chúng ta thấy được sự quang minh chói lọi của nhân tính, chiếu rọi thẳng đến nơi dịu dàng nhất trong trái tim chúng ta." Thực vậy, con người ta đều đến thế gian này với 2 bàn tay trắng, để rồi ra đi lại hoàn toàn trắng tay. Đối diện với sinh lão bệnh tử trong đời người, thì giàu hay nghèo của con người thế gian dường như vô lực. Tâm hồn cao thượng
và đạo đức cao quý mới là tài sản quý giá nhất của sinh mệnh. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Nhân hậu và tế nhị, phẩm chất không thể thiếu ở người quân tử. Đức Khổng Tử nói, người quân tử mà không nhân hậu cũng có chứ, chưa từng có kẻ tiểu nhân mà lại nhân hậu. Trích Luận Ngữ. Bởi vì người quân tử là người đang dấn thân trên con đường đạo đức, đang tu dưỡng bản thân để đạt tới chí thành chí thiện, nên đôi khi hành vi của họ còn chưa được nhân hậu, tế nhị. Còn kẻ tiểu nhân thì chưa bước trên con đường đạo đức, tâm ý vẫn chỉ đặt vào tư lợi, nên thường hay bất nghĩa, bất nhân. Nên cũng nói, nhân hậu tế nhị là chuẩn mực mà các bậc quân tử xưa nay cùng hướng đến. Giữ thể diện cho người hối lộ mình. Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng, có chép chuyện ông Trịnh Đàm Toàn là một vị quan thanh liêm, có tiếng là người nhân từ trung hậu, siêng việc nước, giúp dân yên, hết lòng bênh vực những kẻ hèn yếu. Thường ai cho gì, ông cũng không lấy. Một ngày kia, có người đem lễ một bao trà, ông không muốn nhận, nhưng vì người kia cứ nói mãi nên ông nể lòng, bảo cất đi. Đến khi ông mở ra xem, thì thấy trong bao trà toàn là những đồ vàng cả. Ông không nói gì, lại đậy nắp lại, rồi gọi cho người ấy đến mà bảo rằng, vừa rồi ta tưởng hết trà uống, mà nhà ngươi lại có lòng tốt đem cho, thì ta lấy. Nhưng bây giờ xem ra, thì trong nhà hãy còn đủ uống. Nói xong, ông đưa bao trà trả lại. Trả rồi, ông cũng không tỏ cho ai biết là người ấy đến cầu cạnh mình. Như vậy, không những ông là một người làm quan thanh liêm, mà lại có tính hồn hậu, không hay đem chuyện bí mật của người ta mà thổ lộ ra ngoài. Tự nguyện mang tiếng xấu, cảm ơn người trách mình. Trong bài viết Nhà giáo họ Khổng, học giả Nguyễn Hiến Lê có ghi lại một câu chuyện về đức khiêm tốn và tế nhị của Khổng Tử như sau. Vua Chiêu Công nước Lỗ cưới một thiếu nữ nước Ngô cùng họ, như vậy là trái lễ. Quan Tư Bại cũng như Thượng Thư Bộ Hình có ý chê Chiêu Công, hỏi Khổng Tử, vua Chiêu Công biết lễ không? Ông đáp, biết, rồi lui vào nhà trong. Quan Tư Bại lại gần Vu Mã Kỳ, một môn đệ của Khổng Tử, bảo, tôi nghe nói người quân tử không thiên vị, thì ra người quân tử, trỏ Khổng Tử, cũng thiên vị ư? Vu Mã Kỳ đem lời nói ấy kể lại với thầy, Khổng Tử chỉ đáp, khâu này thật may mắn, nếu có lỗi điều gì thì mọi người đều biết. Ông cũng biết rằng vua Chiêu Công làm một việc trái lễ, nhưng không nỡ chê vua của mình trước mặt người khác, sẵn lòng nhận lời trách của Quan Tư Bại, chứ không cãi, mà còn tỏ ý mang ơn Quan Tư Bại đã vạch lỗi của mình nữa. Phải là bậc đại hiền mới có thái độ như vậy được. Nhân hậu tế nhị là người quân tử. Trong tín ngưỡng truyền thống của người Á Đông, hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm tay nâng bình nước cam lồ, tay cầm nhành dương liễu, được thế nhân bao đời kính ngưỡng. Nhành dương liễu trong tay Bồ Tát là loại cây mềm dẻo mà lại kiên cường, có thể tùy duyên mà không chịu khuất phục, tượng trưng cho đức nhẫn mà người tu luyện Phật gia hướng đến. Cũng là biểu hiện của khoan dung, nhân hậu, tế nhị mà người quân tử truy cầu. Người quân tử cũng thường được ví như trúc, mới sinh ra đã ngay thẳng, mà có đốt thành tro cũng vẫn thẳng ngay. Thân trúc tuy thẳng mà mềm dẻo, cũng như người quân tử bên trong thì chính trực, bên ngoài thì tế nhị khoan dung. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày.
Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Sự thật về cái chết của Steve Jobs, một câu chuyện cảm động. Steve Jobs tiến hành phẫu thuật ghép gan vào năm 2009 và qua đời 2 năm sau đó. Sự ra đi của ông khiến nhiều người đau buồn, nhưng Jobs đã không hề hối tiếc. Đầu năm 2009, chủ tịch Apple là Steve Jobs được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với ông rằng phải tiến hành ngay một cuộc phẫu thuật ghép gan để cứu mạng ông. Jobs đã đồng ý với một chương trình phẫu thuật ghép gan. Bệnh viện ngay lập tức đăng ký chờ gan tại trung tâm ghép gan California. Tuy nhiên, bệnh viện phát hiện ra rằng có rất nhiều bệnh nhân ghép gan và phải mất ít nhất 10 tháng để đến lượt Jobs. Để cứu mạng sống của Jobs càng sớm càng tốt, bệnh viện đã ngay lập tức đăng ký chờ gan ở các tiểu bang khác nhau. Việc đăng ký liên bang này được luật pháp tại Hoa Kỳ cho phép. Mục tiêu là chạy đua với thời gian và cứu sống bệnh nhân càng sớm càng tốt. Nhanh nhất là ở bang Tennessee, chỉ mất 6 tuần để chờ đợi. Vì vậy, Jobs đã được đặt vào vị trí cuối cùng của những người cần ghép gan ở đây. Đối với những bệnh nhân đang cần ghép gan khẩn cấp, mỗi giây đều rất có giá trị. Vì vậy, có người đã đi gặp ông Durr, giám đốc bệnh viện, và hy vọng rằng ông Durr sẽ dùng đặc quyền viện trưởng để Jobs được xếp vào nhóm được cấy ghép trước. Viện trưởng, ông Durr, nghe xong, cau mày và khuôn mặt rất ngạc nhiên. Ông giang hai tay, nhún vai và nói: "Tôi nào có đặc quyền gì để cho Jobs chen ngang. Nếu Jobs được cấy ghép trước, còn những bệnh nhân khác thì sao? Tất cả sinh mệnh đều bình đẳng như nhau." Người kia không còn lựa chọn nào khác, đành buồn bã rời khỏi văn phòng của ông Durr. Có người lại tìm đến thống đốc bang Tennessee, ông Phil Bredesen, hy vọng ông Bredesen có thể giúp đỡ một chút, dùng đặc quyền gửi một lời chào hỏi đến bệnh viện, hoặc viết một cái phê chuẩn, sắp xếp cho Jobs được cấy ghép trước, nếu không, Jobs sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông Bredesen nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt biến mất. Ông nói một cách nghiêm túc: "Tôi có đặc quyền gì, chào hỏi gì đây, phê chuẩn cái gì? Ý của bạn là gì, tôi không hiểu. Không ai có đặc quyền để cho ai được phép ghép trước. Ai có thể ghép sau, tất cả sinh mệnh đều bình đẳng. Mọi người chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Có người lặng lẽ nói với Jobs rằng: "Xem ra có thể bỏ ra một số tiền, đút lót một chút cho các nhân viên liên quan, để ông có thể được ký ghép trước." Jobs lắng nghe và nói với vẻ ngạc nhiên: "Điều này là như thế nào? Đó chẳng phải là phạm pháp sao? Tính mạng của tôi cũng giống như tính mạng của mọi người vậy, chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Không ai có thể giúp Jobs, kể cả chính ông. Những bệnh nhân cần ghép gan trước Jobs là những nhân viên công ty bình thường, bà nội trợ, người già và người thất nghiệp. Tất cả đều đang xếp hàng để chờ gan được ghép. 6 tuần sau, Jobs cuối cùng đã có được gan để ghép. Nhưng do thời gian chờ đợi lâu, các tế bào ung thư của Jobs đã di căn và việc cấy ghép này chỉ kéo dài tuổi thọ của Jobs trong hơn 2 năm. Tuy nhiên, Jobs đã không hề hối tiếc. Trong 2 năm cuối đời, ông vẫn phát triển các sản phẩm sáng tạo hơn cho Apple cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Walter Isaacson, cựu CEO của CNN, là người duy nhất được Steve Jobs tin tưởng để viết tiểu sử về mình. Isaacson đã nói một cách trìu mến: "Sinh mệnh không có sự phân biệt địa vị cao thấp ra sao, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều là bình đẳng. Bình đẳng không phải là một khẩu hiệu, bình đẳng không phải giả bộ, bình đẳng càng không phải là một sự trao đổi. Nó là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất của cuộc sống. Nó minh tỏ như trăng sáng vậy, sáng đến có thể soi gương, tỏa ra thứ hào quang thánh khiết. Nó khiến chúng ta thấy được sự quang minh chói lọi của nhân tính, chiếu rọi thẳng đến nơi dịu dàng nhất trong trái tim chúng ta." Thực vậy, con người ta đều đến thế gian này với 2 bàn tay trắng, để rồi ra đi lại hoàn toàn trắng tay. Đối diện với sinh lão bệnh tử trong đời người, thì giàu hay nghèo của con người thế gian dường như vô lực. Tâm hồn cao thượng và đạo đức cao quý mới là tài sản quý giá nhất của sinh mệnh.
Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Nhân hậu và tế nhị, phẩm chất không thể thiếu ở người quân tử. Đức Khổng Tử nói, người quân tử mà không nhân hậu cũng có chứ, chưa từng có kẻ tiểu nhân mà lại nhân hậu. Trích Luận Ngữ. Bởi vì người quân tử là người đang dấn thân trên con đường đạo đức, đang tu dưỡng bản thân để đạt tới chí thành chí thiện, nên đôi khi hành vi của họ còn chưa được nhân hậu, tế nhị. Còn kẻ tiểu nhân thì chưa bước trên con đường đạo đức, tâm ý vẫn chỉ đặt vào tư lợi, nên thường hay bất nghĩa, bất nhân. Nên cũng nói, nhân hậu tế nhị là chuẩn mực mà các bậc quân tử xưa nay cùng hướng đến. Giữ thể diện cho người hối lộ mình. Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng, có chép chuyện ông Trịnh Đàm Toàn là một vị quan thanh liêm, có tiếng là người nhân từ trung hậu, siêng việc nước, giúp dân yên, hết lòng bênh vực những kẻ hèn yếu. Thường ai cho gì, ông cũng không lấy. Một ngày kia, có người đem lễ một bao trà. Ông không muốn nhận, nhưng vì người kia cứ nói mãi, nên ông nể lòng, bảo cất đi. Đến khi ông mở ra xem, thì thấy trong bao trà toàn là những đồ vàng cả. Ông không nói gì, lại đậy nắp lại, rồi gọi cho người ấy đến mà bảo rằng, vừa rồi ta tưởng hết trà uống, mà nhà ngươi lại có lòng tốt đem cho, thì ta lấy. Nhưng bây giờ xem ra, thì trong nhà hãy còn đủ uống. Nói xong, ông đưa bao trà trả lại. Trả rồi, ông cũng không tỏ cho ai biết là người ấy đến cầu cạnh mình. Như vậy, không những ông là một người làm quan thanh liêm, mà lại có tính hồn hậu, không hay đem chuyện bí mật của người ta mà thổ lộ ra ngoài. Tự nguyện mang tiếng xấu, cảm ơn người trách mình. Trong bài viết Nhà giáo họ Khổng, học giả Nguyễn Hiến Lê có ghi lại một câu chuyện về đức khiêm tốn và tế nhị của Khổng Tử như sau. Vua Chiêu Công nước Lỗ cưới một thiếu nữ nước Ngô cùng họ, như vậy là trái lễ. Quan Tư Bại cũng như Thượng Thư Bộ Hình có ý chê Chiêu Công, hỏi Khổng Tử, vua Chiêu Công biết lễ không? Ông đáp, biết, rồi lui vào nhà trong. Quan Tư Bại lại gần Vu Mã Kỳ, một môn đệ của Khổng Tử, bảo, tôi nghe nói người quân tử không thiên vị, thì ra người quân tử, trỏ Khổng Tử, cũng thiên vị ư? Vu Mã Kỳ đem lời nói ấy kể lại với thầy, Khổng Tử chỉ đáp, khâu này thật may mắn, nếu có lỗi điều gì thì mọi người đều biết. Ông cũng biết rằng vua Chiêu Công làm một việc trái lễ, nhưng không nỡ chê vua của mình trước mặt người khác, sẵn lòng nhận lời trách của Quan Tư Bại, chứ không cãi, mà còn tỏ ý mang ơn Quan Tư Bại đã vạch lỗi của mình nữa. Phải là bậc đại hiền mới có thái độ như vậy được. Nhân hậu tế nhị là người quân tử. Trong tín ngưỡng truyền thống của người Á Đông, hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm tay nâng bình nước cam lồ, tay cầm nhành dương liễu, được thế nhân bao đời kính ngưỡng. Nhành dương liễu trong tay Bồ Tát là loại cây mềm dẻo mà lại kiên cường, có thể tùy duyên mà không chịu khuất phục, tượng trưng cho đức nhẫn mà người tu luyện Phật gia hướng đến. Cũng là biểu hiện của khoan dung, nhân hậu, tế nhị mà người quân tử truy cầu. Người quân tử cũng thường được ví như trúc, mới sinh ra đã ngay thẳng, mà có đốt thành tro cũng vẫn thẳng ngay. Thân trúc tuy thẳng mà mềm dẻo, cũng như người quân tử bên trong thì chính trực, bên ngoài thì tế nhị khoan dung. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Sự thật về cái chết của Steve Jobs,
một câu chuyện cảm động. Steve Jobs tiến hành phẫu thuật ghép gan vào năm 2009 và qua đời 2 năm sau đó. Sự ra đi của ông khiến nhiều người đau buồn, nhưng Jobs đã không hề hối tiếc. Đầu năm 2009, chủ tịch Apple là Steve Jobs được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với ông rằng phải tiến hành ngay một cuộc phẫu thuật ghép gan để cứu mạng ông. Jobs đã đồng ý. Với một chương trình phẫu thuật ghép gan, bệnh viện ngay lập tức đăng ký chờ gan tại trung tâm ghép gan California. Tuy nhiên, bệnh viện phát hiện ra rằng có rất nhiều bệnh nhân ghép gan và phải mất ít nhất 10 tháng để đến lượt Jobs. Để cứu mạng sống của Jobs càng sớm càng tốt, bệnh viện đã ngay lập tức đăng ký chờ gan ở các tiểu bang khác nhau. Việc đăng ký liên bang này được luật pháp tại Hoa Kỳ cho phép. Mục tiêu là chạy đua với thời gian và cứu sống bệnh nhân càng sớm càng tốt. Nhanh nhất là ở bang Tennessee, chỉ mất 6 tuần để chờ đợi. Vì vậy, Jobs đã được đặt vào vị trí cuối cùng của những người cần ghép gan ở đây. Đối với những bệnh nhân đang cần ghép gan khẩn cấp, mỗi giây đều rất có giá trị. Vì vậy, có người đã đi gặp ông Durr, giám đốc bệnh viện, và hy vọng rằng ông Durr sẽ dùng đặc quyền viện trưởng để Jobs được xếp vào nhóm được cấy ghép trước. Viện trưởng, ông Durr, nghe xong, cau mày và khuôn mặt rất ngạc nhiên. Ông giang hai tay, nhún vai và nói: "Tôi nào có đặc quyền gì để cho Jobs chen ngang. Nếu Jobs được cấy ghép trước, còn những bệnh nhân khác thì sao? Tất cả sinh mệnh đều bình đẳng như nhau." Người kia không còn lựa chọn nào khác, đành buồn bã rời khỏi văn phòng của ông Durr. Có người lại tìm đến thống đốc bang Tennessee, ông Phil Bredesen. Hy vọng ông Bredesen có thể giúp đỡ một chút, dùng đặc quyền gửi một lời chào hỏi đến bệnh viện, hoặc viết một cái phê chuẩn, sắp xếp cho Jobs được cấy ghép trước. Nếu không, Jobs sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông Bredesen nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt biến mất. Ông nói một cách nghiêm túc: "Tôi có đặc quyền gì, chào hỏi gì đây, phê chuẩn cái gì? Ý của bạn là gì? Tôi không hiểu. Không ai có đặc quyền để cho ai được phép ghép trước. Ai có thể ghép sau? Tất cả sinh mệnh đều bình đẳng. Mọi người chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Có người lặng lẽ nói với Jobs rằng: "Xem ra có thể bỏ ra một số tiền, đút lót một chút cho các nhân viên liên quan, để ông có thể được ký ghép trước." Jobs lắng nghe và nói với vẻ ngạc nhiên: "Điều này là như thế nào? Đó chẳng phải là phạm pháp sao? Tính mạng của tôi cũng giống như tính mạng của mọi người vậy, chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Không ai có thể giúp Jobs, kể cả chính ông. Những bệnh nhân cần ghép gan trước Jobs là những nhân viên công ty bình thường, bà nội trợ, người già và người thất nghiệp. Tất cả đều đang xếp hàng để chờ gan được ghép. 6 tuần sau, Jobs cuối cùng đã có được gan để ghép. Nhưng do thời gian chờ đợi lâu, các tế bào ung thư của Jobs đã di căn, và việc cấy ghép này chỉ kéo dài tuổi thọ của Jobs trong hơn 2 năm. Tuy nhiên, Jobs đã không hề hối tiếc. Trong 2 năm cuối đời, ông vẫn phát triển các sản phẩm sáng tạo hơn cho Apple cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Walter Isaacson, cựu CEO của CNN, là người duy nhất được Steve Jobs tin tưởng để viết tiểu sử về mình. Isaacson đã nói một cách trìu mến: "Sinh mệnh không có sự phân biệt địa vị cao thấp ra sao. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều là bình đẳng. Bình đẳng không phải là một khẩu hiệu. Bình đẳng không phải giả bộ. Bình đẳng càng không phải là một sự trao đổi. Nó là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất của cuộc sống. Nó minh tỏ như trăng sáng vậy, sáng đến có thể soi gương, tỏa ra thứ hào quang thánh khiết. Nó khiến chúng ta thấy được sự quang minh chói lọi của nhân tính, chiếu rọi thẳng đến nơi dịu dàng nhất trong trái tim chúng ta." Thực vậy, con người ta đều đến thế gian này với hai bàn tay trắng, để rồi ra đi lại hoàn toàn trắng tay. Đối diện với sinh lão bệnh tử trong đời người, thì giàu hay nghèo của con người thế gian dường như vô lực. Tâm hồn cao thượng và đạo đức cao quý mới là tài sản quý giá nhất của sinh mệnh. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: "Nhân hậu và tế nhị, phẩm chất không thể thiếu ở người quân tử."
Đức Khổng Tử nói, người quân tử mà không nhân hậu cũng có chứ, chưa từng có kẻ tiểu nhân mà lại nhân hậu. Trích Luận Ngữ. Bởi vì người quân tử là người đang dấn thân trên con đường đạo đức, đang tu dưỡng bản thân để đạt tới chí thành chí thiện, nên đôi khi hành vi của họ còn chưa được nhân hậu, tế nhị. Còn kẻ tiểu nhân thì chưa bước trên con đường đạo đức, tâm ý vẫn chỉ đặt vào tư lợi, nên thường hay bất nghĩa, bất nhân. Nên cũng nói, nhân hậu tế nhị là chuẩn mực mà các bậc quân tử xưa nay cùng hướng đến. Giữ thể diện cho người hối lộ mình. Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng, có chép chuyện ông Trịnh Đàm Toàn là một vị quan thanh liêm, có tiếng là người nhân từ trung hậu, siêng việc nước, giúp dân yên, hết lòng bênh vực những kẻ hèn yếu. Thường ai cho gì, ông cũng không lấy. Một ngày kia, có người đem lễ một bao trà, ông không muốn nhận, nhưng vì người kia cứ nói mãi nên ông nể lòng, bảo cất đi. Đến khi ông mở ra xem, thì thấy trong bao trà toàn là những đồ vàng cả. Ông không nói gì, lại đậy nắp lại, rồi gọi cho người ấy đến mà bảo rằng, vừa rồi ta tưởng hết trà uống, mà nhà ngươi lại có lòng tốt đem cho, thì ta lấy. Nhưng bây giờ xem ra, thì trong nhà hãy còn đủ uống. Nói xong, ông đưa bao trà trả lại. Trả rồi, ông cũng không tỏ cho ai biết là người ấy đến cầu cạnh mình. Như vậy, không những ông là một người làm quan thanh liêm, mà lại có tính hồn hậu, không hay đem chuyện bí mật của người ta mà thổ lộ ra ngoài. Tự nguyện mang tiếng xấu, cảm ơn người trách mình. Trong bài viết Nhà giáo họ Khổng, học giả Nguyễn Hiến Lê có ghi lại một câu chuyện về đức khiêm tốn và tế nhị của Khổng Tử như sau. Vua Chiêu Công nước Lỗ cưới một thiếu nữ nước Ngô cùng họ, như vậy là trái lễ. Quan Tư Bại cũng như Thượng Thư Bộ Hình có ý chê Chiêu Công, hỏi Khổng Tử, vua Chiêu Công biết lễ không? Ông đáp, biết, rồi lui vào nhà trong. Quan Tư Bại lại gần Vu Mã Kỳ, một môn đệ của Khổng Tử, bảo, tôi nghe nói người quân tử không thiên vị, thì ra người quân tử, trỏ Khổng Tử, cũng thiên vị ư? Vu Mã Kỳ đem lời nói ấy kể lại với thầy, Khổng Tử chỉ đáp, khâu này thật may mắn, nếu có lỗi điều gì thì mọi người đều biết. Ông cũng biết rằng vua Chiêu Công làm một việc trái lễ, nhưng không nỡ chê vua của mình trước mặt người khác, sẵn lòng nhận lời trách của Quan Tư Bại, chứ không cãi, mà còn tỏ ý mang ơn Quan Tư Bại đã vạch lỗi của mình nữa. Phải là bậc đại hiền mới có thái độ như vậy được. Nhân hậu tế nhị là người quân tử. Trong tín ngưỡng truyền thống của người Á Đông, hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm tay nâng bình nước cam lồ, tay cầm nhành dương liễu, được thế nhân bao đời kính ngưỡng. Nhành dương liễu trong tay Bồ Tát là loại cây mềm dẻo mà lại kiên cường, có thể tùy duyên mà không chịu khuất phục, tượng trưng cho đức nhẫn mà người tu luyện Phật gia hướng đến. Cũng là biểu hiện của khoan dung, nhân hậu, tế nhị mà người quân tử truy cầu. Người quân tử cũng thường được ví như trúc, mới sinh ra đã ngay thẳng, mà có đốt thành tro cũng vẫn thẳng ngay. Thân trúc tuy thẳng mà mềm dẻo, cũng như người quân tử bên trong thì chính trực, bên ngoài thì tế nhị khoan dung. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Sự Thật Về Cái Chết của Steve Jobs, một câu chuyện cảm động. Steve Jobs tiến hành phẫu thuật ghép gan vào năm 2009 và qua đời 2 năm sau đó,
Sự ra đi của ông khiến nhiều người đau buồn, nhưng Jobs đã không hề hối tiếc. Đầu năm 2009, Chủ tịch Apple là Steve Jobs được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với ông rằng phải tiến hành ngay một cuộc phẫu thuật ghép gan để cứu mạng ông. Jobs đã đồng ý. Với một chương trình phẫu thuật ghép gan, bệnh viện ngay lập tức đăng ký chờ gan tại trung tâm ghép gan California. Tuy nhiên, bệnh viện phát hiện ra rằng có rất nhiều bệnh nhân ghép gan và phải mất ít nhất 10 tháng để đến lượt Jobs. Để cứu mạng sống của Jobs càng sớm càng tốt, bệnh viện đã ngay lập tức đăng ký chờ gan ở các tiểu bang khác nhau. Việc đăng ký liên bang này được luật pháp tại Hoa Kỳ cho phép. Mục tiêu là chạy đua với thời gian và cứu sống bệnh nhân càng sớm càng tốt. Nhanh nhất là ở bang Tennessee, chỉ mất 6 tuần để chờ đợi. Vì vậy, Jobs đã được đặt vào vị trí cuối cùng của những người cần ghép gan ở đây. Đối với những bệnh nhân đang cần ghép gan khẩn cấp, mỗi giây đều rất có giá trị. Vì vậy, có người đã đi gặp ông Durr, giám đốc bệnh viện, và hy vọng rằng ông Durr sẽ dùng đặc quyền viện trưởng để Jobs được xếp vào nhóm được cấy ghép trước. Viện trưởng, ông Durr, nghe xong, cau mày và khuôn mặt rất ngạc nhiên. Ông giang hai tay, nhún vai và nói: "Tôi nào có đặc quyền gì để cho Jobs chen ngang. Nếu Jobs được cấy ghép trước, còn những bệnh nhân khác thì sao? Tất cả sinh mệnh đều bình đẳng như nhau." Người kia không còn lựa chọn nào khác, đành buồn bã rời khỏi văn phòng của ông Durr. Có người lại tìm đến thống đốc bang Tennessee, ông Phil Bredesen. Hy vọng ông Bredesen có thể giúp đỡ một chút, dùng đặc quyền gửi một lời chào hỏi đến bệnh viện hoặc viết một cái phê chuẩn, sắp xếp cho Jobs được cấy ghép trước. Nếu không, Jobs sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông Bredesen nghe xong, nụ cười trên khuôn mặt biến mất. Ông nói một cách nghiêm túc: "Tôi có đặc quyền gì? Chào hỏi gì đây? Phê chuẩn cái gì? Ý của bạn là gì? Tôi không hiểu. Không ai có đặc quyền để cho ai được phép ghép trước. Ai có thể ghép sau, tất cả sinh mệnh đều bình đẳng. Mọi người chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Có người lặng lẽ nói với Jobs rằng: "Xem ra có thể bỏ ra một số tiền, đút lót một chút cho các nhân viên liên quan, để ông có thể được ký ghép trước." Jobs lắng nghe và nói với vẻ ngạc nhiên: "Điều này là như thế nào? Đó chẳng phải là phạm pháp sao? Tính mạng của tôi cũng giống như tính mạng của mọi người vậy, chỉ có thể xếp hàng theo thứ tự." Không ai có thể giúp Jobs, kể cả chính ông. Những bệnh nhân cần ghép gan trước Jobs là những nhân viên công ty bình thường, bà nội trợ, người già và người thất nghiệp. Tất cả đều đang xếp hàng để chờ gan được ghép. 6 tuần sau, Jobs cuối cùng đã có được gan để ghép. Nhưng do thời gian chờ đợi lâu, các tế bào ung thư của Jobs đã di căn, và việc cấy ghép này chỉ kéo dài tuổi thọ của Jobs trong hơn 2 năm. Tuy nhiên, Jobs đã không hề hối tiếc. Trong 2 năm cuối đời, ông vẫn phát triển các sản phẩm sáng tạo hơn cho Apple cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Walter Isaacson, cựu CEO của CNN, là người duy nhất được Steve Jobs tin tưởng để viết tiểu sử về mình. Isaacson đã nói một cách trìu mến: "Sinh mệnh không có sự phân biệt địa vị cao thấp ra sao, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều là bình đẳng. Bình đẳng không phải là một khẩu hiệu, bình đẳng không phải giả bộ, bình đẳng càng không phải là một sự trao đổi. Nó là biểu hiện sinh động và cụ thể nhất của cuộc sống. Nó minh tỏ như trăng sáng vậy, sáng đến có thể soi gương, tỏa ra thứ hào quang thánh khiết. Nó khiến chúng ta thấy được sự quang minh chói lọi của nhân tính, chiếu rọi thẳng đến nơi dịu dàng nhất trong trái tim chúng ta. Thực vậy, con người ta đều đến thế gian này với 2 bàn tay trắng, để rồi ra đi lại hoàn toàn trắng tay. Đối diện với sinh lão bệnh tử trong đời người, thì giàu hay nghèo của con người thế gian dường như vô lực. Tâm hồn cao thượng và đạo đức cao quý mới là tài sản quý giá nhất của sinh mệnh." Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện: "Nhân hậu và tế nhị, phẩm chất không thể thiếu ở người quân tử. Đức Khổng Tử nói, người quân tử mà không nhân hậu cũng có chứ, chưa từng có kẻ tiểu nhân.
mà lại nhân hậu. Trích Luận Ngữ. Bởi vì người quân tử là người đang dấn thân trên con đường đạo đức, đang tu dưỡng bản thân để đạt tới chí thành, chí thiện, nên đôi khi hành vi của họ còn chưa được nhân hậu, tế nhị. Còn kẻ tiểu nhân thì chưa bước trên con đường đạo đức, tâm ý vẫn chỉ đặt vào tư lợi, nên thường hay bất nghĩa, bất nhân. Nên cũng nói, nhân hậu tế nhị là chuẩn mực mà các bậc quân tử xưa nay cùng hướng đến. Giữ thể diện cho người hối lộ mình. Trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng, có chép chuyện ông Trịnh Đàm Toàn là một vị quan thanh liêm, có tiếng là người nhân từ trung hậu, siêng việc nước, giúp dân yên, hết lòng bênh vực những kẻ hèn yếu. Thường ai cho gì, ông cũng không lấy. Một ngày kia, có người đem lễ một bao trà. Ông không muốn nhận, nhưng vì người kia cứ nói mãi nên ông nể lòng, bảo cất đi. Đến khi ông mở ra xem, thì thấy trong bao trà toàn là những đồ vàng cả. Ông không nói gì, lại đậy nắp lại, rồi gọi cho người ấy đến mà bảo rằng: vừa rồi ta tưởng hết trà uống, mà nhà ngươi lại có lòng tốt đem cho, thì ta lấy. Nhưng bây giờ xem ra, thì trong nhà hãy còn đủ uống. Nói xong, ông đưa bao trà trả lại. Trả rồi, ông cũng không tỏ cho ai biết là người ấy đến cầu cạnh mình. Như vậy, không những ông là một người làm quan thanh liêm, mà lại có tính hồn hậu, không hay đem chuyện bí mật của người ta mà thổ lộ ra ngoài. Tự nguyện mang tiếng xấu, cảm ơn người trách mình. Trong bài viết Nhà giáo họ Khổng, học giả Nguyễn Hiến Lê có ghi lại một câu chuyện về đức khiêm tốn và tế nhị của Khổng Tử như sau. Vua Chiêu Công nước Lỗ cưới một thiếu nữ nước Ngô cùng họ, như vậy là trái lễ. Quan Tư Bại cũng như Thượng Thư Bộ Hình có ý chê Chiêu Công, hỏi Khổng Tử: vua Chiêu Công biết lễ không? Ông đáp: biết. Rồi lui vào nhà trong. Quan Tư Bại lại gần Vu Mã Kỳ, một môn đệ của Khổng Tử, bảo: tôi nghe nói người quân tử không thiên vị, thì ra người quân tử, trỏ Khổng Tử, cũng thiên vị ư? Vu Mã Kỳ đem lời nói ấy kể lại với thầy. Khổng Tử chỉ đáp: khâu này thật may mắn, nếu có lỗi điều gì thì mọi người đều biết. Ông cũng biết rằng vua Chiêu Công làm một việc trái lễ, nhưng không nỡ chê vua của mình trước mặt người khác, sẵn lòng nhận lời trách của Quan Tư Bại, chứ không cãi, mà còn tỏ ý mang ơn Quan Tư Bại đã vạch lỗi của mình nữa. Phải là bậc đại hiền mới có thái độ như vậy được. Nhân hậu tế nhị là người quân tử. Trong tín ngưỡng truyền thống của người Á Đông, hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm tay nâng bình nước cam lồ, tay cầm nhành dương liễu, được thế nhân bao đời kính ngưỡng. Nhành dương liễu trong tay Bồ Tát là loại cây mềm dẻo mà lại kiên cường, có thể tùy duyên mà không chịu khuất phục, tượng trưng cho đức nhẫn mà người tu luyện Phật gia hướng đến. Cũng là biểu hiện của khoan dung, nhân hậu, tế nhị mà người quân tử truy cầu. Người quân tử cũng thường được ví như trúc, mới sinh ra đã ngay thẳng, mà có đốt thành tro cũng vẫn thẳng ngay. Thân trúc tuy thẳng mà mềm dẻo, cũng như người quân tử bên trong thì chính trực, bên ngoài thì tế nhị khoan dung.